lại. Mày điện hết mấy cục này cho tao. Sổ cha nó, tụi Mỹ bị thương mà cho đi trước. Tụi Mỹ biểu nó câm miệng lại, không tôi sổ cho một băng bây giờ. Băng đi, ngon băng đi. Mẹ làm giọng cha người ta không à. Xe là hết. Xe đâu? Bắn nó cho tao. Bắn đi. Mày bắn đi. Thách thật. Mày gạt tao. Bắn đi. Ê, sao bị bắn mày không bắn? Em nằm ở đâu đi chị ba? Chị ở trong hang chứ đâu. Út Tính em rồi. Em bị thương ở đâu? Em đâu có bị thương. Vậy à? Vậy mà em ngỡ em bị thương. Còn tụi mình con của em ở đâu? Tụi nó còn ở ngoài không chị? Còn, nhưng không vô được. Ai khiêng em vô vậy? Ông Ngạn ẩm vô chứ còn ai nữa. Vậy mà tôi có hay biết gì đâu. Hồi nãy dì Út nằm vậy nè. Cho dì Út một nắm cúm dẹp. Dì Út ăn đi. Dì Út không ăn đâu, con ăn đi. Để con đi lấy thêm cúm dẹp dì Út ăn nghe. Làm ta hết hồn à. Mới tỉnh dậy mà đã giỡn rồi. Phục cô quá. Phục gì rút lui bỏ anh ta còn nói. Hồi nãy sợ thiệt, tưởng em chết rồi. Ừ. Chết sao được. Đừng có giỡn. Anh mà không dắt em vô thì tụi nó lượm em như lượm củ khoai á. Vậy sao không bỏ phức nhỏ này đi, dắt vô chi cho mệt. Điều gì thì cũng phải có cháo cho anh em bị thương. Em coi anh em nào còn nước thì gom lại. Dạ. Như vậy nồi cháo sẽ đặc quá. Thôi em lấy ca nước của con Thúy đem lại đây. Không được. Đem cái ca đó lại đây. Chị ba cho em miếng nước đi. Hết nước rồi em à. Hết nước thật rồi em à. Tối nay, để tối nay chị sẽ đi lấy nước về cho em uống. Chị ba ngồi đang chơi với em. Em nằm đây một mình buồn quá. Hồi sáng nghe bác Hồ nói trong đài, em tưởng như bác biết mình đang ở trong hang. Bác biết em bị thương, bác biết mình quyết tử với tụi nó, biết mình đang khác. Phải, bác biết hết. Ở miền Nam mình cực khổ, đau đớn, đánh giặc ra sao bác đều biết rõ. Em chỉ tức là mới sắp trận mà em bị thương sớm quá. Đừng lo, thiếu gì người cụt tay như em mà vẫn chiến đấu. Tay em lành rồi, em sẽ nở du kích, em sẽ gài lựu đạn. Em muốn viết thơ cho bác Hồ thưa với bác rằng ngày này, tháng này, năm này em có một tay và nằm trong hang hòn. Em còn nghe bác nói, chị nhắm được không? Được chứ, chừng nào em viết thơ cho bác cũng được mà. Nói vậy chứ em không dám viết đâu. Sao lại không? Ai mà không viết thơ cho bác được. Vừa ra khỏi hang dọa tình hình. Vậy hả? Ai đi đó? Anh Ba Rèn, anh tới. Thúy ơi. Sứ hả? Dạ. Má. Anh Hai, má. Theo anh, liệu nó còn dây mình lâu không? Anh chưa thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ nó rút. Hồi chiều, anh em có thấy tụi nó khiêng rơm chất đống trong vườn dừa. Không hiểu, tụi nó tính gì đây? Hay là tính ung hang? Cũng có thể. Coi mà lần này nó quyết tâm tiêu diệt mình. Thiệt ra tiêu diệt hơn 10 người mình ở đây thì chẳng có ăn thua gì. Những ý đồ của chúng là để làm núng cho khác. Có hai điều mà ta giải quyết được thì ta sẽ giữ vững. Một là giải quyết nước uống. Hai là ngoài xóm bà con đấu tranh kết hợp chặt chẽ. Bà con ngoài đó không để chúng yên đâu. Về vụ nước, đợi các ảnh đi bám về. Nếu có thể luồn ra suối được thì để tụi em đi. Đợi coi sao. Thôi vô ngủ đi con, đợi chị ở đây. Sao lâu quá mà mấy anh chưa về? Anh hai à, tới đó hả? Dạ phải. Sao? Tổ chức đi lấy nước, tụi tôi bám rồi. Tụi nó chỉ đóng quân ở mé suối bên kia. Mé vườn bên này hiện em rơn không có gì. Chắc ăn không? Chắc, nhưng phải ra liền sợ tình hình thay đổi. Vậy mình đi. Út Quyên ơi, cà ông có đây chưa? Có, em đem ra rồi. Út Quyên còn yếu, không đi được đâu. Em đã khỏe, để em đi. Thôi, con Quyên ở lại. Để Năm nhớ đi với chị. Thôi, nghe lời chị đi. Không nói chuyện nha. Tụi tao đi trước, mấy đứa bay đi sau, đi cho êm. Thôi tao đi đi. Trước cô ở Hòn Đất, lại nhìn mặt con này coi. À, con Sứ. Mày biết nó à? Dạ biết, con này là Việt Cộng. Phải đúng mày tên là Sứ không? Mày đi với ai? Nhiều người, nhưng họ đã vô tới hang hết rồi. Có múc được nước không? Sao lại không? Tốt lắm, tốt lắm. Tụi tao đã bỏ thuốc độc xuống chỗ này rồi. Trời ơi, trời ơi. Thuốc độc, thuốc độc, thuốc độc ở trong nước. Thuốc độc ở trong nước đó. Đừng uống, đừng uống. Thuốc độc ở trong nước đó. Đừng uống, đừng uống. Chạy đi đâu? Tụi đồng chí đồng hàng của mày rồi sẽ chết nhăn răng hết ráo. Hiểu chưa? Dắt nó đi. Đi. Đâu rồi? Đồ hèn mà. Vậy mà cũng đòi làm việc cộng. Mới ăn một bá súng đã khóc. Bộ mày tưởng mày đánh mà tao khóc hả? Không phải vậy đâu. Mày lâm rồi. Con kia đứng lại. Đứng lại. Cô xíu quên tôi rồi sao? Tưởng là tụi bay ở lì trong hang, té là cũng biết khác. Mà tao tưởng bắt được ai kia chứ, đâu ngờ là mày. Thiệt là cái năm nọ tao tha lòng mày. Còn tao, tao cũng không dè gặp lại mày. Thấy mày vẫn y như trước. Y như trước là sao? Là ăn nói thô lỗ. Tới như mày là trung quý mà mày còn ăn nói như vậy. Hèn chi người ta chê quân đội Cộng hòa của tụi bay lưu manh là phải lắm. Nói vô gốc cây. Rượu đây. Có nó lại. Để ra tao ngủ bụng mười liền bây giờ. Để coi lá gan mày cỡ nào. Gặt làm vậy mà chết mau quá. Tao cho mày chờ đợi đôi bữa nữa để chung chung với đồng bọn mày trong hang. Con Việt Cộng này có đôi mắt ương ảnh, nhưng nó đẹp. Nói chung là đẹp. Mày ráng đợi. Bữa nay tụi tao vô trong hang, tụi tao xách cổ hết đồng bọn của mày về cho coi. Đổ ớt chị vô bột vô. Vào lên. Về không ổn, mình nên rút sớm về tính cái khác. Láng chán ở đây thì phải đó. Ủa tôi đó trong hang bắn ra, mình trở tay không kịp. quá, nào bàn ra tôi bắn bỏ mẹ đó. Vô đây. Alo, alo, xin chúng ta cho cái hoạch khác. Alo. Thôi được, ung hang không xong thì lấp hang luôn. Súng nổ kiểu này chắc thế nào cũng có khiên về vài mạng. Tao nghe nói tụi nó trong hang bị trúng độc hết rồi. Biết đâu có khi tụi nó uống mà không chết. Ê, nói vậy chứ đừng có mừng nha em. Thân em như cá nằm trong lọt mà. Alo, alo, gà cậu đâu cho gái đi. Alo, alo, gà cậu đâu cho gái đi. Anh cho gái liên tục nha. Nghe rõ trả lời. Alo, alo. Nhường cho đại bàng đẻ trứng. Đại bàng, nghe rõ trả lời. Còn nước cho chú uống một miếng, cháu khát quá. Cái thằng uống nước thiệt dữ, uống như là thầu uống. Tới hớp miếng cho thông cổ. Cậu uống đã chưa hả? Ông cho mình uống bình đoan không mà ông còn hỏi nữa chứ. Thì hồi sáng tôi đã nói là hết rồi hai biểu. Cứ mượn này chắc phải đái mà uống quá. Nghe nói nước đái chúng ta dè lắm. Hồi chống Pháp có đồng chí mình vượt đảo ra giữa biển khát quá cũng phải đái mà uống. Cái gì cho thứ là dè đó. Tôi không ghé. Thà là nhìn khác. Ông sao có tánh quá. Thời buổi giặt giả đâu phải lúc nào ông cũng ngồi tráo quẩy sai vợ con pha trà cho ông uống được. Cá nghe. Anh em ơi, cứ việc uống đi. Chết tôi chịu cho. Đừng uống. Tôi nhớ mà má. Thì ở trong kia còn động mấy vũng nước. Ai khác thì theo tôi. Ngon lắm, uống đi. Làm đi chú em. Làm đỡ một hớp mà chịu đựng. Còn đánh lâu lắm ra chú em. Khá không bộ? Đã lắm. Thì tôi nói đỡ lắm mà. Tới tôi. Làm đi. Tôi đã nói để cái quân đó chỉ tốn gạo hao nước. Tối nay giao nó cho tôi. Tôi đưa nó đi theo ông bà, ông giải cho rồi. Chưa được, ông đừng có nóng. Giết một thằng, dù thằng đó là ác ôn, cũng phải để quần chúng hỏi tội rõ ràng. Ông nào đần được thì cầm đần chơi. Đừng khiêu phá. Nghe nói bác đờn hay lắm. Bác đờn chơi. Mấy cậu đờn đi. Không phải. Bác đờn đi bác ơi. Ngọn đờn của tôi. không được tưới. Chẳng giấu chi mấy cậu, đời tôi nghèo cực, lại thêm bị chính quyền quốc gia đâm cho mù mắt, nên chữ đời của tôi nghe quá lắm. Tối hôm nọ cũng có mấy người lính tới biểu tôi đờn, thấy họ năn nỉ tôi mới đờn. Vì sao họ tới đồng quá, bỏ cành gác nên bị ông đại quý chửi, đuổi mấy cậu lính về, lại còn quát tháo tôi quyên rũ lính, rồi còn đòi đập nát cái đờn của tôi. Bây giờ bác cứ việc đờn khỏi lo, ông đại quý đã chết hôm kia rồi. Nghe nói là ông đại quý đó chết trước miệng hang phải không? Dạ, chết ngay trước miệng hang. Vậy cái ông mới lên thai ông thì sao? Nhắm có còn đòi đập cây đờn của tôi nữa không? Không đâu, ông trung quý mới lên thai này không vậy đâu. Vậy thì được, để tôi đờn cho mấy cậu nghe nghe. Dạ. Thế mời, rửa chén rồi chưa con? Tôi rồi ngoại. Vô đây ngoại biểu con. Nè, ngồi xuống đây. Ngoại đờn con ca cho mấy cậu nghe. Con không ca đâu. Mấy cậu thấy không? Nó còn giận vụ con gà mới đẻ đó. Hôm qua có mấy cậu ghe bắt. Cà đi con, mấy cậu lính đây khác, không giống như mấy người hôm qua đâu. Mấy cậu cũng nghèo như mình. Vụ này. Vụ gì? Có ba xác lính trôi vô bờ, chú Tư mới vớt được. Lính gì? Chủ lực hay bảo an? Lính chủ lực bị thương nặng. Bà con nói ba tên lính này bị máy bay Mỹ chở đi đổ xuống biển. Vẫn để cái xác ngoài nhà nọ à? Dạ, vẫn để ở ngoài. Hôm trước trực thăng có tới chở đám lính bị thương đi. Muốn chắc ăn, Thiếm bố trí hỏi dò tụi lính, lựa lính chủ lực mà hỏi. Nếu họ xác nhận, lập tức quy động bà con đem xác vô xóm cho binh sĩ thấy, rồi ra sức lôi kéo họ cùng với cô bác đấu tranh. Cơ hội này có thể làm sụp đổ hẳn tinh thần tụi lính trên họ. Tôi nghĩ trước hết tìm cách cho tụi lính nhìn mặt ba cái thây. Được, nhưng phải xếp đặt để phòng nó giật thây. Dạ, tôi sẽ lo liệu. Báo cáo anh Tám, lúc tôi đi về đây thì tụi nó đang kéo đi lắp hang. Chính thằng thiếu tá cầm đầu vụ đó. Được rồi, Thiêm cứ lo chuyện này. Phải rồi Tám. Mỹ Diệm phải đành mạng cho anh em binh sĩ. Phải đành mạng, phải đành mạng, phải đành mạng. Thiếu tá ơi, thiếu tá, lính nó làm loạn ở trong nguy lắm. Cái gì? Dạ thưa. Hả? Dạ thưa, dạ thưa. Nói mẹ ra đi. Thưa thiếu tá, không biết dân chúng hồi vớt đâu ngoài biển ba cái thây. Thấy lính nè. À, lính chủ lực. Dạ thưa thiếu tá, bọn khiêng vô xóm bên, từ đầu xóm đến cuối xóm. Lính ùa ra coi, họ nhận ra là xác thằng Sáu Hơn. Tụi nó nói chiều hôm kia thằng Sáu Hơn được Trực Thăng chở đi, sau bữa nay lại chết dạt ngoài biển. Tụi nó la rùm lên bảo là số anh em bị thương, bị Trực Thăng chở liền xuống biển hết. Cái xác không có thấy đúng là thằng Hơn đại độ 3 và hai thằng nữa. Kỳ quá. Và tụi nó la ó chữ rủa, nói ba thằng Mỹ đem anh em liền xuống biển, nếu không liền xuống biển sao xác anh em trôi dạt vô nò. Trôi vô nò hả? Dạ trôi vô nò. Thằng cha coi nò vớt được. À còn có vụ này nữa, có 4 thằng lính mới bỏ trốn. Trời ơi, có vụ đó nữa sao? Dạ đụng mẹ thiệt chó đẻ quá. Nhưng ghê nhất là vụ mấy cái thây tụi lính nó làm dữ. Có thằng châm lửa đốt xăng, một số liền xuống suối, nhập với dân chúng đi biểu tình. Mỹ Diệm phải đền mạng cho anh em mình chơi. Đó, tụi nó đương la ó ì gì đó, chúng ta không nghe sao? Nè ông Trung Quý, ông ở lại đốc thúc lắp thêm đá cho chắc nha. Dạ. Alo, alo tôi đây. Anh trở về chỉ huy sở ngay bây giờ. Đi. Thằng cha coi nò vác xác vô xóm hả? Nhiều người vác. Lúc đó anh ở đâu mà không chặn lại? Thưa thiếu tá, tụi nó đem vô bằng ghe máy hồi nào tôi không biết. Nhất định là có bàn tay Việt Cộng rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngặt là gì có mấy cái thây. Nếu không làm sao Việt Cộng xúi dục được. Mặt mũi cái thây có còn nguyên không? Cũng bị trầy da chút đỉnh nhưng ngó vô vẫn biết mặt. Mẹ đánh giặc kiểu này thì Ngô Tổng thống cũng thua chứ đừng nói chị tao. Đánh giặc phía trước, động đần phía sau. Hồi mới xuống tao đã nói là phải giữ kỹ, đừng để chúng dậy lên. Rốt cuộc nhưng bây giờ cả lính cũng dậy ổ rồi. Được, để coi thằng nào liền súng tao bắn bỏ. Ủa sao tới ôm vậy? Hả? Sao kỳ vậy? Mấy anh ở đây để em ra trước vợ coi. Mấy anh ơi. Gì đó đã? Tụi nó lắp kính miệng hang rồi. Hả? Cái gì? Lắp miệng hang à? Dạ, nó lắp bằng đá, cháu rờ thấy. Chà, lúc nãy nó liền lựu đạn để lắp. Vậy thì cũng mới thôi. Để tụi ra coi sao. Có gì thì phải phá sớm, để lâu cũng được. Anh Hai ở đây, nghe, để tụi tôi ra. Phải phá ngay, để lâu ngạt thở chết. Nhưng tôi thấy không thể phá hết. Có lẽ chỉ nên xoay trống vài lỗ. Như vậy vừa có công sự che chở, lại vừa có lỗ cho may bắn ra. Để em thử coi. Tụi bay, tao nói sao lại có y như vậy? Ê, Thằng nào bị đó. Đủ má Trung Quý Sâm nói tụi nó ngộ độc chết hết rồi. Hạ lệnh cho tụi tôi vô lắp hang. Tụi nó chết mẹ hết rồi. Ai về nó phản kích lại dữ dội quá. Chết tại trận 6 thằng, bị thương 10 thằng. Còn thằng Mỹ này cũng gần xí lắc léo rồi đây. Cái gì? Bộ tụi Mỹ cũng chung vô hang sao? Không, tụi nó đứng ngoài làm cha mà. Tụi má đạn nó có tha thằng nào đâu chứ. Nó chết rồi. Ê, kia nó qua bên đây đi. Để nó đồng nó lắc bị cạch đó. Cạch mẹ gì? Bộ có nói biết chết sao? Anh em, khiêng mấy thằng mình qua trước đi. Đau quá. Đứng lên. Đi. Buông ra để tôi đi. Nè, biết chắc đi đâu không? Thiếu tá chỉ huy trưởng hành quân, chịu dắt chị vô trong. Số mạng chị còn lớn lắm. Bảo bị chìm đổ, anh em binh sĩ xuống biển. Bảo bị chìm đổ, anh em binh sĩ xuống biển. Tôi về đằng chỗ tôi. Anh ở đây đón gặp họ, bảo họ giải tán. Kêu lính phải trở về chỗ đóng quân. Nói với họ, ai yêu cầu gì cứ đưa lên. Tôi chuyển cấp trên giải quyết. Còn anh em bị kích, chốt giữ tại đây. Anh em cô bác dừng lại, dừng lại. Để tôi có vài lời. Nói gì thế ra? Thiếu tá biểu tôi. Biểu gì? Thiếu tá nói bà con em mình đừng có kéo đi la ó rất hại. Việt Cộng sẽ thừa nước đục thả câu. Bà con anh em có điều gì thì cứ nói, thiếu tá sẽ giải quyết. Còn anh em binh lính ở đâu phải về đó. Thiếu tá không chịu trách nhiệm về hành động của mấy anh em. Tụi tôi không nói chuyện với anh thiếu tá đâu. Ông ở đằng nhà ngói. Kéo lại thiếu tá anh em bà con ơi. Thằng nào nổ tiếng súng tao bỏ láo hết. Thôi mà. Nè, mấy cậu có thù oán gì nhau đâu. Thầm hừ tính bắn nhau. Mấy cậu bắn nhau thì là cũng anh em mình đổ máu ít lợi gì. Thôi hạ súng xuống đi. Thôi nghe lời bà con hạ súng xuống đi. Nè, mấy cậu coi, bà con anh em đâu tính làm gì mấy cậu. Chẳng qua Mỹ nó giả mang đem lính bị thương của mình nó liền xuống biển, cho nên bà con anh em mới phải tranh đấu. Mấy cậu nghĩ anh em đi lính mướn cho nó rủi ro mà bị thương, nó nhắm xài cũng được, nó đem bỏ biển cho sóng dập gió dồi cá đĩa quả ăn. Lâm cảnh đó mấy cậu chịu nổi không? Đây là bà con mình mới vớt được 3 cái xác, chứ còn bao nhiêu cái khác không biết trôi dạt về đâu, không chừng làm mồi cho cá mập cá mú hết rồi. Thôi đi mà nội. Tụi nó có ngu mà dạy đời. Tôi đàn bà dốt nát, thấy sao nói vậy. Đâu có dám dạy đời. Mấy cậu mới thông hiểu hơn tôi nhiều chứ. Đi. Con mẹ mập là cái miệng là Việt Lanh, cái lưỡi với quẹo à. Tụi bay vô kêu thứ ta ra, cho anh em tụi tao nói chuyện coi. Thiếu tá đi đánh trong hang chưa về. Mẹ nó láo hả? Vô kêu mau. Anh em với nhau mà làm gì dữ vậy? Vô kêu thiếu tá ra. Ông mới về trọng như ông vẫn nói là ông chưa về. Cứ vô kêu đi. Mấy cha nã về phát súng cho tụi tôi cớ vô kêu. Mỹ Diễm phải đền mạng cho anh em binh sĩ. Phải đền mạng, phải đền mạng. Mỹ Diễm phải đền mạng cho anh em binh sĩ đã chết. Thôi khỏi, tôi biết rồi, tôi có nghe nói. Thì nhất định là mấy người phải biết chứ. Lẽ nào Mỹ chị em nó làm mà không bàn còn với mấy người? Không, tôi vừa mới biết. Tụi Mỹ nó làm đâu cho ai hay. Tôi cũng tức lắm. Tôi sẽ cùng tranh đấu với anh em cô bác. Lính của tôi cũng đau xót lắm chứ. Nhất định vụ này tụi Mỹ có bằng tính với ông. Ông mà đau xót mẹ gì. Trước khi Mỹ đem anh em đi vụt xuống biển, chính ông đã bắn chết một người rồi. Vậy nên chúng tôi không thể đi cùng với mấy ông nữa. Không được, anh em đừng làm như vậy. Tôi sẽ cùng anh em kiến nghị phản đối lên trình. Ký thì ký, nhưng tụi tôi cũng không ở. Trời ơi, anh em đừng mắc mốt mấy con mẹ đàn bà Hòn Đất. Chúng ta đang đánh Việt Cộng, chúng ta sắp tiêu diệt nó. Chúng tôi cũng cần đánh. Ông muốn tiêu diệt thì ở lại đây mà tiêu diệt. Trời, tôi Việt Cộng đã chết ở trong hang. Tôi đã cho lấp kín miệng hang rồi. Người như vậy mà lại theo Việt Cộng à? Uổng quá. Nghe cô có chồng đi tập kết hả? Tôi biết. Tôi còn biết người ta khuyên cô nên cắt đứt với người chồng đó mà cô không chịu. Vậy là tốt đó chứ. Đàn bà chung thủy là tốt. Cô không bỏ người chồng tập kết, chuyện đó tôi không trách, mà có lẽ còn khen cô nữa. Nhưng làm Việt Cộng thì tôi chê. Đi con đường đó là đi vô cửa tử. Chỉ còn con đường của chủ nghĩa nhân vị mới có thể đồng tiến xã hội. Nói thì cô không tin, chứ tôi hỏi cô, khi còn lực lượng hùng hậu của chính phủ quốc gia do Ngô Tổng thống lãnh đạo, mà người lính chiến chúng tôi là tiêu biểu, thì có thể nào có thống nhất không? Không, cái đó dứt khoát là không. Đừng có trông đợi gặp mặt chồng cho mắc công. Không có thống nhất đâu. Còn chúng tôi và còn nước bạn Hoa Kỳ, xin lỗi, không có thống nhất gì đâu. Nhưng nhân dân chúng tôi thì tính khác. Nhân dân tính sớm muộn gì cũng tiêu diệt mấy người để có thống nhất. Tiêu diệt tụi tôi hả? Chừng nào? Cô cứ coi kìa, tụi đồng chí của cô cao lắm thì ngày mai cũng phải bò ra. Có mấy đứa với mấy cây súng quèn mà đòi tiêu diệt. Anh em tôi ở trong hang chắc chắn là không bò ra đâu. Đem micro tới chưa? Dạ, đem rồi. Đi. Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng hòa nhã với cô. Bây giờ tôi nói chuyện cứng rắn. Nghe tôi hỏi, bây giờ cô muốn sống hay muốn chết? Nếu muốn sống, tôi hứa đảm bảo cho cô sống. Nếu muốn chết, tôi sẵn lòng cho cô được chết trong nháy mắt. Cô trả lời đi. Trả lời liền đi. Sao tôi lại muốn chết? Vậy cô cũng muốn sống. Dễ thôi. Chỉ cần cô nói dùm một câu rằng cô đã đầu hàng và kêu họ đầu hàng như cô. Cô hãy nói tụi tôi đối xử tử tế với bất cứ ai, buông súng xuống đi ra khỏi hang. Dễ quá. Được chứ. Sao? Chịu hay không trả lời đi. Được, để tôi nói. Sợ chị Sứ bị bắt hoặc bị tụi nó bắn chết rồi. Có thể bị bắt chứ chưa chết. Tại tôi cứ ngỡ có đụng thì đụng tụi tôi trước. Đâu về trách nhiệm tại tôi. Tôi thật không ngờ tụi nó bỏ thuốc độc xuống suối. Alo, nghe đây. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa xin loan báo cho các phần tử trong hang được rõ. Cô Nguyễn Thị Sứ là đồng bọn với các người đã lọt vào tay quân đội và hoàn toàn quy thuận chính nghĩa quốc gia. Sau khi quy thuận, Ngài Cô Sứ muốn nói chuyện với các người. Hãy chú ý, hãy chú ý, hãy chú ý, hãy chú ý. Các anh chỉ bình tĩnh. Có thể Sứ bị trúng ép. Các người công an chú ý. Đây là tiếng nói của chị Nguyễn Thị Sứ. Thưa các đồng chí, tôi là ba Sứ đây. Các đồng chí đừng tin tụi nó nói láo, tôi không bao giờ đầu hàng. Các đồng chí đừng uống nước suối, đừng bỏ xuống. Trong đó còn mạnh hết không? Con tôi còn sống không? Nếu còn, xin hãy bắn ba bắn súng cho tụi mừng. Đeo nó lên cái giường ngã kia kìa, đừng có thấy. Đeo nó lên đây. Mày leo lên dập thành cái khất để trồng dây cho không tuột. Má lên. Dạ. Thôi được rồi. Tụi bay treo tao lên để anh em tao trong hang ngó thấy. Còn thêm căm thù tụi bay chứ không sợ tụi bay đâu. Kéo. Con bà đi. Con của bà đó nó cứng cổ lắm nên nó bị treo lên kia kìa. Bà tới nó phải quấy cho nó nghe. Ông thiếu tá hứa nếu bà nói nó ưng chịu đầu hàng và kêu gọi tụi trong hang đầu hàng thì ông cho hạ gì tha nó liền. Sư ba, ba ơi, ba, con bà. Má đi con ơi. Con ơi. Má ơi. Con ơi. Con ơi. Má. Con ơi. Con. Má. Má ơi. Con ơi. Bà nói gì thì cứ nói đi. Nếu muốn cho con bà sống thì bà nói sao cho nó nghe thì nói. Cô tuổi lớn rồi, nó có trí khôn của nó. Ý nó muốn sao xin cứ để nó liệu lấy. Tụi bay cởi gì cho tao xuống mau đi. Sao? Cô chịu rồi hả? Được rồi, mở dây cho tao đi. Tụi bay mở dây cho nó. Đem micro lại. Má. Má ơi. Má. Má ơi. Đưa con Thúy giùm con nha má. Thôi, đủ rồi. Nói đi. Nói sao? Thì nói như tao biểu, kêu mấy đứa trong hang buông súng đầu hàng, cứ thế mà nói, quá dễ. Cởi cái đi. Không, nói rồi sẽ mở, tôi hứa danh dự. Nè ra, tao chặt đầu ở đây có tao. Cứ để tụi tôi đánh ra, chắc tụi nó giết xíu rồi. Má đi đâu rồi hả Út? Má đi công tác. Em và con thương yêu. Thư này anh viết cho em đã là lá thư thứ 18 rồi. Những thư trước không biết em có nhận được không. Em ơi, từ ngày em tiễn anh ra giàm sông Đốc, từ ngày anh tạm biệt quê hương tới nay, phút chốc mà đã 7 năm. Trong 7 năm đó, đêm ngủ anh thường trằn trọc không yên. Nhiều đêm thức giấc rồi thao thức, mường tượng ra em và con. Con ngồi đây đi, Út ra ngoài một chút. Má tụi nó vừa loa vô, nói đã chém chị Sứ, nó còn kêu mình đầu hàng. Trời ơi Quyên, tôi phải ra, tôi chịu không nổi nữa đâu. Tôi cũng vậy, có chết tôi chịu, chứ nó giết cô Sứ, đứng đây tôi chịu không nổi. Vì trận đánh này phải được giữ vững. Tôi nhắc lại, không ai được tự mình cho phép mình xông ra hết. Trở về chỗ cũ của mình đi. Trả thù cho Sứ không phải là liều mạng xông ra, mà phải ở đây, phải thắng trận này. Các anh hiểu chưa? Thôi vô trong hang đi, vô trỏng với con Thúy. Đừng khóc, đừng thèm khóc nữa em. Anh Tám, bà Sứ chết rồi anh ạ. Hiện ở đâu? Để tại nhà má Sáu. Cô bác đang kéo tôi đông lắm. Thôi, bây giờ thím ra đó đi. Thím tổ chức đưa đám Sứ, cần điển đám tang Sứ thành cuộc diễn hành lớn ngay trong đêm nay. Dạ, để tôi trở ra ngoài. Khoan, thím hai, có thể nào điều động đám tang Sứ qua gần hang Hòn được không? chi vậy anh? Cần tổ chức tiếp tế cho anh em trong hang. Làm được thì rất tốt. Được, để tôi bàn với chị em. Người ta đi bà con. Giờ thiếu quân lực mấy người kéo đi đâu vậy? Mấy người giết con em chúng tôi phải đi chôn chứ còn đi đâu nữa. Được rồi, mấy cô mấy chú cứ đi đi. Chúng tôi cảm ơn mấy chú. Tôi bị mấy ông giết chết, phải để chúng tôi đi chôn chứ. Chị ta không cho phép trong mỗi đêm. Ông à, cháu chúng tôi bị mấy ông giết chết đó, để lâu rồi có tiền. Không tiện thì mặc kệ, việc cộng mà cho chôn là quý rồi. Nếu con cháu tôi là việc cộng thì nó vẫn là con cháu chúng tôi. Chúng tôi đem chôn nó dưới chân hồn, mấy ông có mất mát gì đâu. Tôi nghe mấy ông giết nó dã man quá. Con mẹ mập này ăn nói còn sớt à? Đã bảo là ban đêm ban hôm, thiếu tá không cho ai đâu anh đi rồi hết, nghe chưa? Vậy mà tôi tưởng ông có quyền ở đây. Té ra do ông thiếu tá. Thôi được rồi, ông cho tôi gặp mặt ông thiếu tá để chúng tôi xin ổng. Đòi gặp thiếu tá đằng đấu tranh hả? Coi bạn mặt chị là tôi biết dân cầm đầu đấu tranh mà. Con mẹ mập là tôi gặp mẹ biểu tình ở Rạch Giá hoài đó. Nè đừng nói bậy nha. Tôi đang nói chuyện với ông đại quý bắt nói gì thế không? Mấy ông làm ơn cho chúng tôi gặp mặt ông thiếu tá đi. Thế nào ông cũng cho. Mấy ông đánh nhau với vị cộng ở trong hang bắt được họ là giết đủ rồi. Lẽ nào lại không cho chôn? Không cho. Tự nói dài nhách. Không cho anh cũng đi. Đi, bà con ơi, đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại cầm tôi bắt. Quay, ăn bông đi. Đó bắt cậu, cứ dừng đi tới đi. Cho tôi nói chuyện với thiếu tá. Hả? Ngủ rồi hả? Kêu không vậy? Dân chúng họ biểu tình tràn qua suối rồi. Dạ phải. Tôi không cho. Họ kéo đại qua suối. Dạ. Dạ. Đã bắn dọa mà không lui. Cho phép tôi bắn thiệt may ra. Không rồi. Dạ. Dạ. Chị ba thứ chết, tụi tôi đi đưa chị ba đây. Bà con yên tâm, chúng tôi chỉ bị thương vài người, chúng tôi vẫn chiến đấu như thường. Trời ơi, phải má con lửa đó không? Phải. Tía nó hả? Tôi đây, tía nó ơi, tôi đi đây. Chạy đi, sao không chạy mau đi? Chạy đâu, tôi có trái lựu đạn. Trời ơi, thằng Út mấy cha ơi. Tôi lại đi luôn. Chú hai, cóc chừng tôi, hãy mất tôi bắt đền chú à. Mất ta đền trái khác. Tụi tao có thứ này thiếu gì. Ruby thì có thể hút được, nhưng ăn thì phải thật dè sẵn, uống thì đỡ khát thôi. Tôi đề nghị giao tất cả những thứ này cho Út Quyên để cô ta trọn quyền phân phối. Bà Sáu, bà lấy dao bà cắt cổ tôi đi bà Sáu. Bà Sáu ơi, bà lấy dao bà cắt cổ tôi đi bà Sáu ơi, bà Sáu. Bà Sáu không hại thêm đâu. Bà con với cô bác thù thằng Thăm, thằng Mỹ Diệm chứ không ai thù bà cả sợi. Thằng Thăm, tôi phải giết thằng Thăm. Thôi Thím à, để tôi đưa Thím về nhà nghỉ. Má ơi má. Hồi chiều qua, má đi theo mấy cô mẹ đàn bà Hòn Đất vượt xé con sứ làm chi. Nói thiệt, không có má ở đó, tôi cho lệnh bắn té hết rồi. Cái con sứ đó thiệt cứng cổ, chém mấy dao cùng đứt. Con mẹ nó bạc đầu cũng vậy, bảo khuyên lân không chịu là không. Má biết không, tụi công hang chết gần hết rồi, không cơm ăn nước uống chịu gì thấu. Chút nữa trời sáng tụi tôi cho lệnh máy bay lên, bỏ bom xăng đốt hang. Đứa nào còn sót ở trong hang cũng phải chung ra hết. À, con Mỹ đâu, sao tôi không thấy? Cà Mỹ nó đi vô xóm rồi. Anh Tám, thời Thâm đang ở tại nhà bà già nó. Có mấy đứa theo bảo vệ nó. Một thằng mang theo khẩu Tâm Xong. Được rồi, thêm kêu bà Du Kích gặp tôi ngay bây giờ, bãi rừng dừa. Dạ. Lần này tiêu diệt hết Việt Cộng, tôi đóng bót ở đây, đóng ngay tại nhà của ông già. Ruộng vườn của ông già tôi lấy lại. Ai mận ruộng thì phải nộp lúa ruộng, ai mận vườn thì phải nộp tiền vườn. Mấy năm nay ai giật thì phải nộp khoái, không được thiếu một hột lúa. Thằng Sâm mày nói đóng bót, nhắm có chắc không? Chắc chứ, nhất định là tôi đóng bót. Cất nhà lại đàng hoàng, má với con Mỹ ở không ăn, khỏi nắng nót, đường đát chi chục cực. Lâu lâu tôi cho xe đưa hai người về Rạch Giá chơi. Tôi biểu vợ tôi sắm cho con Mỹ nhiều quần áo tốt. Để coi coi. Giết được thằng cầm đầu bộ biệt kích ác ôn này thì bọn chỉ huy cuộc hành quân sẽ hoang mang và rối loạn. Từ đó cuộc càng sẽ bị bẻ gãy. Chúc các đồng chí thành công. Tâm à, lâu lâu mày mới về, vậy mày với chú em ở đây ăn với tao bữa cơm nha. Được. Chà, hai con gà mập dữ à. Hãy nhớ đi mua rượu, coi có mồi gì tốt cứ mua thêm nha. Dạ. Cứ để đó, không lẽ Việt Cộng trong hang hòn đã giật súng sao mà sợ. Ở cái xứ hòn này sao xài cái gì cũng bằng đất hết, dở quá. Ở trên Rạch Giá bây giờ đâu có ai xài cái thứ nội ôm chỏ đất này nữa. Còi giống máu ở cổ con sứ nhẽo xuống hôm qua quá. Mời má. Thôi, ăn đi. Chỗ này dành cho con Mỹ. Yêu gió thổi trên đồi, mấy thằng uống rượu là có Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ở tận ngay vàng. Tôi phải giết nó, phải giết thằng Tâm.